Công an huyện Phú Tân cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai nghị quyết nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu đã đến dự. Năm 2023, lực lượng công an huyện đã chủ động làm tốt công tác thông tin báo cáo, tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác. Trong năm, mở nhiều đợt cao điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chú trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2023, tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 61,53%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ đạt 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác bài trừ tệ nạn xã hội được duy trì, qua đó triệt xóa 116 điểm cờ bạc liên quan 505 đối tượng. Về tội phạm ma túy, xảy ra 6 vụ, chủ yếu là mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô nhỏ. Năm 2024, lực lượng công an huyện Phú Tân tiếp tục đoàn kết thống nhất trong lãnh chỉ đạo công tác công an, chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết các tình huống, không để bị động bất ngờ, quan tâm thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết, thực hiện tốt đề án 06, công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông. Dịp này có 11 tập thể, 23 cá nhân được Công an tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc qua một năm triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023.